Lại thì chư Bồ Tát lược ở 10 xứ, năng điều phục giáo hóa hữu tình, không điên đảo. Những gì là 10? Một xứ xa lìa ác hạnh, hai xứ xa lìa các dục, ba xứ tinh cần không phạm, đã phạm liền ra khỏi, bốn xứ mật hộ tất cả các căn môn, năm xứ trụ tránh biết, sáu xứ xa lìa nơi ồn ào huyên náo, bảy xứ ở chốn viễn ly, lìa tất cả các tầm tư ác, tám xứ xa lìa các chướng, chín xứ xa lìa các phiền não triền, 10 xứ xa lìa tất cả các phẩm phiền não thô trọng. Lại nữa, Ốt Đà Nam thuyết, thọ ký chư Bồ Tát nhập vào trong quyết định, định làm, thường nên làm, tối thắng là rốt sau. Chư Bồ Tát được có 6 tướng mong cầu chư Như Lai trao ký Việt Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Những gì là 6? Một, ở vị an trụ trùng tánh chưa phát tâm. Hai, ở vị đã phát tâm. Ba, ở vị hiện tiền. Bốn, ở vị không hiện tiền. Năm, có định thời hạn, tức vào thời ấy sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Sáu, không định thời hạn, tức không tuyên bố thời hạn quyết định trao ký. Lại trừ Bồ Tát lược có 6 chủng ở trong quyết định. Những gì là 3? Một, ở trong quyết định an trụ trùng tánh. Hai, ở trong quyết định phát tâm Bồ Đề. Ba, ở trong quyết định tu hạnh không hư dối. Ở trong quyết định an trụ trùng tánh, chư Bồ Tát trụ ở vị trùng tánh gọi là ở trong quyết định của Bồ Tát. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát đây nếu gặp thắng duyên nhất định khảm nghiệm chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. Ở trong quyết định phát tâm Bồ Đề, có chúng chư Bồ Tát đã khởi tâm quyết định đối với Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, về sau không thối chuyển trở lại, cho đến chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề ở trong quyết định tu hạnh không hư dối. Chư Bồ Tát đã được tự tại ở khắp nơi, hành lợi ích hữu tình, nhờ sở thích tùy thuận tu tập hành trì, chọn không lỗi trái vượt. Trong ba chủng ở trong quyết định đây, chư Phật Như Lai nương vị ở trong quyết định thứ ba, trao ký chư Bồ Tát đã ở trong quyết định. Lại trừ Bồ Tát lược có 5 việc quyết định phải làm. Nếu Bồ Tát không làm như vậy, chọn không khám nghiệm chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Những gì là 5? Một, phát tâm Bồ Đề. Hai, sanh tâm thương xót rất sâu đối với hữu tình. Ba, tinh tấn mạnh mẽ. Bốn, phương tiện tu tập các minh xứ. Năm, không nhàm mỏi. Lại trừ Bồ Tát ở nơi 5 việc phải thường làm. Những gì là 5? Một, phải thường không phóng dật. Hai, đối với các hữu tình có khổ nghèo cổ, không nơi nương tựa, phải thường làm nơi nương tựa. Ba, đối với chư Như Lai phải thường cúng dường. Bốn, thường phải biết khắp có lỗi không lỗi. Năm, tất cả sở tác trong các tác ý, hoặc đi hoặc đứng, tâm đại Bồ Đề, làm đạo dẫn đầu, năm chủng như vậy là việc phải thường làm của chư Bồ Tát. Lại có 10 chủng pháp của Bồ Tát mà tất cả chư Bồ Tát đồng tán thán là thủ thắng kỳ đặc bậc nhất, được kiến lập ở trong pháp tối thượng. Những gì là 10? Một, trong các chủng tánh thì chủng tánh Bồ Tát là tối thủ thắng. Hai, sơ phát tâm thì phát khởi chánh nguyện là tối thủ thắng. Ba, khắp tất cả ba la mật đa thì tinh tấn và bát nhã là tối thủ thắng. Bốn, trong các nhiếp sự thì nhiếp sự ái ngữ là tối thủ thắng. Năm, trong các loại hữu tình thì Như Lai Thế Tôn là tối thủ thắng. Sáu, trong các vô lượng thì bi mẫn hữu tình là tối thủ thắng. Bảy, trong các tịnh lự thì đệ tử tịnh lự là tối thủ thắng. 8. Trong ba đẳng trì thì không tà ma địa là tối thủ thắng. 9. Trong các đẳng trì thì diệt tận đẳng trì là tối thủ thắng. 10. Trong tất cả phương tiện thiện xảo như trước đã nói thì sở hữu phương tiện thiện xảo thanh tịnh là tối thủ thắng. Lại nữa, Ốt Đà Nam thuyết, các thi thiết kiến lập tất cả pháp tầm tư và biến trí như thật, như vậy các vô lượng thuyết pháp quả thắng lợi, tánh đại thừa cùng nhiếp nên biết 10 Bồ Tát kiến lập các danh hiệu. Được có 4 chủng thi thiết kiến lập của chư Bồ Tát, mà chỉ có Như Lai và chư Bồ Tát năng tránh thi thiết, năng tránh kiến lập. Tất cả hoặc trời, hoặc người, hoặc sa môn, hoặc bà la môn chẳng thể thi thiết kiến lập, trừ khi đã được nghe qua. Những gì là 4? Một, thi thiết kiến lập pháp. Hai, thi thiết kiến lập đế. Ba, thi thiết kiến lập lý. Bốn, thi thiết kiến lập thừa. Sao gọi là thi thiết kiến lập pháp? Thứ lớp kết tập, thứ lớp an bài sắp đặt, thứ lớp chế lập 12 phần giáo như tốt đát tố đát lãm mà chư Phật tuyên thuyết, đây gọi là thi thiết kiến lập pháp. Sao gọi là thi thiết kiến lập đế? Về có vô lượng chủng, hoặc lập một đế là nghĩa không hư vọng, duy chỉ có một đế thì không có đế thứ hai, hoặc lập hai đế, một thế tục đế, hai thắng nghĩa đế, hoặc lập ba đế, một tướng đế, hai ngữ đế, ba dụng đế, hoặc lập bốn đế, một khổ đế, hai tập đế, ba diệt đế, bốn đạo đế, hoặc lập năm đế,
một nhân đế, hai quả đế, ba trí đế, bốn cảnh đế, năm thắng đế, hoặc lập sáu đế, một đế đế, hai vọng đế, ba nên biết khắp đế, bốn nên đoạn vĩnh viễn đế, năm nên tăng trưởng đế, sáu nên tu tập đế, hoặc lập bảy đế, một ái vị đế, hai quá hoạn đế, ba xuất ly đế, bốn pháp tánh đế, năm thắng giải đế, sáu thánh đế, bảy chẳng phải thánh đế, hoặc lập tám đế, một tánh hành khổ đế, hai tánh hoại khổ đế, ba tánh khổ khổ đế, bốn lưu chuyển đế, năm hòa diệt đế, sáu tạp nhiễm đế, bảy thanh tịnh đế, tám tránh gia hạnh đế, hoặc lập chín đế, một vô thường đế, hai khổ đế, ba không đế, bốn vô ngã đế, năm hữu ái đế, sáu không hữu ái đế, bảy phương tiện đoạn kìa đế, tám hữu dư y niết bàn đế, chín vô dư y niết bàn đế, hoặc lập mười đế, một bức bách khổ đế, hai tiền của thiếu thốn khổ đế, ba 18 giới không bình đẳng hòa hợp khổ đế, bốn chỗ yêu thích biến hoại đế, năm thô trọng khổ đế, sáu nghiệp đế, bảy phiền não đế, tám lắng nghe chánh pháp như lý tăng ý đế, chín chánh kiến đế, 10 quả chánh kiến đế. Hết thảy loại như vậy gọi là thi thiết kiến lập đế của Bồ Tát. Nếu rộng phân biệt nên biết có vô lượng. Sao gọi là thi thiết kiến lập lý là bốn đạo đế đã rộng phân biệt ở phần trước. Sao gọi là thi thiết kiến lập thừa là thành phần thừa, độc giác thừa và đại thừa vô thượng. Và chủng như vậy, riêng mỗi chủng lại có bảy chủng hành tướng thi thiết kiến lập. Đây gọi là thi thiết kiến lập thừa. Bảy chủng hành tướng của thanh văn thừa: một, ở nơi bốn thánh đế tuệ thông hiểu không điền đảo; hai, tuệ đây làm chỗ nương; ba, tuệ đây làm duyên; bốn, tuệ đây làm bạn; năm, tuệ đây tạo tác nghiệp; sáu, tuệ đây làm tư lương; bảy, tuệ đây đắc quả. Do bảy chủng hành tướng đây thì thiết kiến lập thanh văn thừa, không gì không đủ khắp. Bảy chủng hành tướng của độc giác thừa cũng như phần thi thiết kiến lập thanh văn thừa. Bảy chủng hành tướng của đại thừa vô thượng: một, ở tất cả pháp duyên sự lìa ngôn thuyết, sở hữu tánh chân như bình đẳng vô phân biệt, tuệ xuất ly; hai, tuệ đây làm chỗ nương; ba, tuệ đây làm sở duyên; bốn, tuệ đây làm bạn; năm, tuệ đây tác nghiệp; sáu, tuệ đây làm tư lương; bảy, tuệ đây đắc quả. Do bảy chủng hành tướng đây thì thiết kiến lập đại thừa vô thượng, không gì không đủ khắp. Chư Phật và chư Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại sở hữu thi thiết kiến lập không điên đảo, hoặc đã từng sở tác, hoặc sẽ sở tác, hoặc nay sở tác, tất cả đều do bốn việc như vậy. Ngoài đây ra chọn không còn việc nào khác hoặc thêm hoặc hơn. Lại chư Bồ Tát vì đắc bốn chủng biến trí như thật như vậy, nên khởi bốn tầm tư ở nơi tất cả pháp. Những gì là bốn? Một, tầm tư danh; hai, tầm tư sự; ba, tầm tư giả lập tự tánh; bốn, tầm tư giả lập sai biệt. Bốn chủng như vậy, nếu phân biệt rộng nên biết như phẩm chân thật nghĩa. Lại chư Bồ Tát lược có bốn chủng biến trí như thật khắp tất cả pháp. Những gì là bốn? Một, biến trí như thật do tầm tư danh dẫn; hai, biến trí như thật do tầm tư sự dẫn; ba, biến trí như thật do tầm tư giả lập tự tánh dẫn; bốn, biến trí như thật do tầm tư giả lập sai biệt dẫn. Bốn chủng như vậy, nếu rộng phân biệt nên biết như phẩm chân thật nghĩa. Lại chư Bồ Tát ở nơi năm vô lượng, năng khởi tất cả tác dụng thiện xảo. Những gì là năm? Một, vô lượng hữu tình giới; hai, vô lượng thế giới; ba, vô lượng pháp giới; bốn, vô lượng giới được điều phục; năm, vô lượng phương tiện điều phục giới. Một, sao gọi là vô lượng hữu tình giới? Có 64 chúng hữu tình gọi là hữu tình giới, như trong phần ý địa đã liệt kê đầy đủ. Nếu nương đạo lý tương tục nên biết có vô lượng sai biệt. Hai, sao gọi là vô lượng thế giới? Ở mười phương vô lượng thế giới có vô lượng danh hiệu, mỗi mỗi sai khác. Như thế giới này gọi là tác ha, vua phạm của thế giới đây gọi là tác ha chủ. Tất cả như vậy đều nên rõ biết. Ba, sao gọi là vô lượng pháp giới? Là các pháp thiện bất thiện vô ký. Hết thảy loại như vậy nên biết có vô lượng đạo lý sai biệt. Bốn, sao gọi là vô lượng giới được điều phục? Hoặc có một chủng giới được điều phục, đó là tất cả hữu tình có thể điều phục vì đồng một loại. Hoặc có hai chủng giới được điều phục: một, đầy đủ phược; hai, không đầy đủ phược. Hoặc có ba chủng giới được điều phục: một, độn căn; hai, trung căn; ba, lợi căn. Hoặc có bốn chủng giới được điều phục: một, sát đế lợi; hai, bà la môn; ba, phệ xá; bốn, thủ đà la. Hoặc có năm chủng giới được điều phục: một, hành tham; hai, hành sân; ba, hành si;
4 hành mạn, 5 hành tầm tư. Hoặc có 6 chủng giới được điều phục: 1 tại gia, 2 xuất gia, 3 chưa thành thục, 4 đã thành thục, 5 chưa giải thoát, 6 đã giải thoát. Hoặc có 7 chủng giới được điều phục: 1 khinh hủy, 2 trung dung, 3 trí hiển rộng, 4 trí khai mở cạn mỏng, 5 hiện được điều phục, 6 đang được điều phục, 7 duyên dẫn điều phục, tức là gặp duyên như vậy sẽ chuyển biến như vậy, như vậy. Hoặc có 8 chủng giới được điều phục là 8 bộ chúng từ sát đến lợi cho đến phạm chúng. Hoặc có 9 chủng giới được điều phục: 1 Như Lai giáo hóa, 2 thành phần độc giác giáo hóa, 3 Bồ Tát giáo hóa, 4 khó điều phục, 5 dễ điều phục, 6 là nhu nhuyễn điều phục, 7 của trách đuổi bỏ điều phục, 8 xa điều phục, 9 gần điều phục. Hoặc có 10 chủng giới được điều phục: 1 địa ngục, 2 bảng xanh, 3 cõi giới diệm ma, 4 cõi người, trời người dục giới, 5 trung hữu, 6 hữu sắc, 7 vô sắc, 8 hữu tưởng, 9 vô tưởng, 10 phi tưởng, phi phi tưởng. Lược thuyết có 5 năm Phật lại sai biệt như vậy. Nếu những đạo lý tương tục nên biết có vô lượng sai biệt. Hỏi: vô lượng hữu tình giới, vô lượng giới được điều phục có gì sai biệt? Đáp: tất cả hữu tình hoặc trụ trùng tánh hoặc không trụ trùng tánh không có gì sai khác. Gọi chung là vô lượng hữu tình giới, chỉ khi trụ ở vị trùng tánh chuyển mới được gọi là vô lượng giới được điều phục. Năm, sao gọi là vô lượng phương tiện điều phục giới? Như trước đã nói, trong đây cũng có vô lượng phẩm loại sai khác. Hỏi: cớ sao có thứ lớp năm vô lượng như vậy? Đáp: trừ Bồ Tát tinh cần tu tập nhiều ích hữu tình, nên trước tiên thuyết vô lượng hữu tình giới. Các hữu tình như một sự nào đó lãnh thọ sự giáo hóa, nên thứ hai thuyết vô lượng thế giới. Các hữu tình sống ở cõi giới kia có trùng trùng pháp hoặc nhiễm hoặc tịnh sai biệt khả đắc, nên thứ ba thuyết vô lượng pháp giới. Thấy trong hữu tình giới như vậy, có các hữu tình có đại thế lực, có khả năng khảm nhiệm, khảm năng do giáo giải thoát các khổ, nên thứ tư thuyết vô lượng giới được điều phục. Do phương tiện thiện xảo như vậy khiến các hữu tình giải thoát rốt ráo, nên thứ năm thuyết vô lượng phương tiện của điều phục giới. Cho nên thuyết rằng Bồ Tát ở nơi năm chủng vô lượng đây đang phát khởi tất cả tác dụng thiện xảo. Lại chư Phật Bồ Tát vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp nên biết có năm quả lợi ích thù thắng rộng lớn. Những gì là năm? Một, có hữu tình khi nghe Phật Bồ Tát thuyết chánh pháp được xa trần lìa cấu ở trong các pháp sanh khởi pháp nhãn. 2. Có hữu tình khi nghe Phật Bồ Tát thuyết chánh pháp được tận các lậu. 3. Có hữu tình khi nghe Phật Bồ Tát thuyết chánh pháp liền phát tâm chánh nguyện đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 4. Có hữu tình khi nghe Phật Bồ Tát thuyết chánh pháp chứng đắc pháp nhẫn tối thắng của Bồ Tát. 5. Có hữu tình khi nghe Phật Bồ Tát thuyết chánh pháp liền thọ trì đọc tụng tu tập chánh hạnh, triển chuyển phương tiện khiến chánh pháp nhãn trụ lâu chẳng dứt diệt. Năm chủng như vậy gọi là quả lợi ích thù thắng rộng lớn do chư Phật Bồ Tát thuyết chánh pháp mà được thành tựu. Thừa của chư Bồ Tát tương ứng 7 đại tánh nên gọi là đại thừa. Những gì là 7? 1. Pháp đại tánh, vì trong 12 phần giáo phương quảng nhiếp lấy giáo tạo Bồ Tát. 2. Phát tâm đại tánh, vì có lại hữu tình phát tâm chánh nguyện đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 3. Thắng giải đại tánh, vì có lại hữu tình ở nơi pháp đại tánh sanh tín giải thủ thắng. 4. Ý lạc tăng thượng đại tánh, vì có lại hữu tình đã vượt qua thắng giải hành địa chứng nhập ý lạc tịnh thắng địa. 5. Từ lương đại tánh, vì tu tập viên mãn tư lương phước đức trí tuệ năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 6. Thời đại tánh, vì trải qua 3 vô số đại kiếp mới chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 7. Viên chứng đại tánh, vì chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề do công đức viên chứng tự thể khác so với công đức viên chứng tự thể Bồ Đề đây còn không thể sánh kịp, hà huống có chứng đắc khác hoặc vượt quá hoặc thù thắng hơn. Trong đây hoặc pháp đại tánh, hoặc phát tâm đại tánh, hoặc thắng gia đại tánh, hoặc ý lạc tăng thượng đại tánh, hoặc tiểu lượng đại tánh, hoặc thời đại tánh, 6 chủng như vậy đều là nhân của viên chứng đại tánh. Còn viên chứng đại tánh là quả của 6 loại đại tánh trước. Lại có 8 chủng pháp năng nhiếp đầy đủ tất cả đại thừa. 1. Giáo tạng Bồ Tát. 2. Ở trong tạng Bồ Tát như vậy hiển thị giáo nghĩa chân thật. 3. Ở trong tạng Bồ Tát như vậy hiển thị giáo uy lực không thể nghĩ bàn, rộng lớn tối thắng của tất cả chư Phật Bồ Tát. 4. Đối với sở thuyết trên, lắng nghe như lý. 5. Như lý tư duy làm tiền dẫn hướng đến ý lạc thù thắng. 6. Hướng đến ý lạc thù thắng làm tiền dẫn nhập hành tướng tu. 7. Đã nhập hành tướng tu, thành tựu viên mãn quả tu,
8. Do quả tu thành tựu viên mãn như vậy, nên do giáo xuất ly, Bồ Tát siêng năng tu học như vậy, đang chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại trừ Bồ Tát siêng năng tu học những gì năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, được có 10 chủng: 1. Trụ chủng tánh, 2. Đã thú nhập, 3. Ý lạc chưa thanh tịnh, 4. Ý lạc đã thanh tịnh, 5. Chưa thành thục, 6. Đã thành thục, 7. Chưa vào trong quyết định, 8. Đã vào trong quyết định, 9. Hệ thuộc một đời sanh, 10. Trụ hậu hữu cuối cùng. Trong đây trụ chủng tánh của Bồ Tát phát tâm tu học gọi là đã thú nhập, đã thú nhập cho đến chưa nhập ý lạc thanh tịnh địa gọi là ý lạc chưa thanh tịnh, đã nhập ý lạc thanh tịnh địa gọi là đã đắc ý lạc thanh tịnh, từ ý lạc thanh tịnh địa cho đến chưa nhập đến kiều cánh địa gọi là chưa thành thục, đã nhập gọi là đã thành thục. Trong giai đoạn chưa thành thục cho đến chưa đắc nhập quyết định địa, quyết định hành địa gọi là chưa vào trong quyết định, đã nhập gọi là đã vào trong quyết định. Trong giai đoạn đã thành thục lại có hai chủng: một, hệ thuộc một đời sanh, tức là kiếp này không gián đoạn sẽ chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề; hai, trụ hậu hữu cuối cùng, tức là trụ đời này năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy đã thuyết 10 chủng của Bồ Tát, từ chủng tánh đầu tiên cho đến năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với học của Bồ Tát phải năng chân chánh tu học, có chủ Bồ Tát hoặc ở trong học đây hoặc học như thế mà không năng chân chánh tu học. Ngược lại cũng có các Bồ Tát đối với học của Bồ Tát đây năng chân chánh tu học. Lại nữa, đã được thuyết tất cả Bồ Tát có hết thảy lại như vậy, không có sai khác. Theo từng đức ấy mà giả lập danh, đó là Bồ Đề Tát Đoà, Ma Ha Tát Đoà, thành tựu giác tuệ, tối thượng chiếu minh, tối thắng chân tử, tối thắng trụ trì, tối thắng manh nha, khắp năng hàng phục, cũng gọi là dũng kiện, cũng gọi là tối thánh, cũng gọi là thường chủ, cũng gọi là đại sưng, cũng gọi là lần mẫn, cũng gọi là đại phước, cũng gọi là tự tại, cũng gọi là pháp sư. Như vậy mười phương không ngàn không bé, trong các thế giới có vô biên Bồ Tát, vì đức riêng khác nên có vô lượng vô biên, tưởng giả lập danh hiệu sai khác. Hoặc có các Bồ Tát hiện tại tự xưng ta là Bồ Tát, nhưng đối với học của Bồ Tát không tránh tu hành, đây gọi là tương tự Bồ Tát, chẳng phải chân Bồ Tát. Hoặc có các Bồ Tát hiện tại tự xưng ta là Bồ Tát, cũng năng tránh tu hành, các học xứ của Bồ Tát, đây mới gọi là chân thật Bồ Tát.